Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà một lầu rất đẹp ở hẻm 24 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Chính là căn nhà này nha, một trệt một lầu có ban công này. Đây là con hẻm trước nhà ấy. Đấy, cũng khá rộng này, cũng gần 2 mét, hơn 2 mét, và phía trước nhà thì khoảng tầm 2,5 mét nha. Đó, hướng này thì chúng ta ra đường Trương Phước Phan này. Đấy, chúng ta đi ra đã khoảng vài căn thôi là đến hẻm lớn nha, xe hơi đầu ngoài kia. Đấy, xung quanh này thì đối diện chúng ta đây nó gần như là bức tường thôi, nên không gian sinh hoạt của chúng ta cũng khá riêng tư nha. Phía trong này thì hẻm cụt rồi. Đó, nhà chúng ta đây mới được làm mới lại rất đẹp nhá, sẵn sàng giao nhà các anh chị vào ở luôn. Đấy, trước nhà đây chúng ta có cửa nhôm 4 kính cao cấp sinh pha nha. Rồi, căn nhà này là có diện tích ngang là 4m1, có nợ hồng nhẹ, dài là gần 7m, kết cấu là một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, có 1 ban công. Căn nhà này thì có hướng chấn đông, có lệch qua đông nam. Về giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ nhá. Giá bán căn nhà này chủ nhà kêu bán là 2 tỷ 660, còn bớt thêm chút lọc tân gia. Hiện trạng thì nhà mới đẹp, sẵn sàng giao nhà các anh chị vào ở luôn. Sau này là không gian khu vực vệ sinh này, bên đây là khu vực bếp nhé. Có hệ thống tủ bếp này. Ok ha, đây là cái sổ hồng căn nhà này ha. Ok, khu vực vệ sinh đây. Nói chung với căn nhà này thì anh chị chỉ việc xếp vali vào ở thôi. Nhà được làm mới rất đẹp rồi. Hệ thống tủ bếp ha, hoành tráng này. Dưới cầu thang chúng ta có một khu vực làm kho để đồ nha. Rồi, chúng ta cùng lên lầu xem cái gì nào. Thì cầu thang chúng ta sẽ nằm ở cuối nhà ha, nên không gian sinh hoạt của chúng ta cũng rất rộng rãi và thoải mái nhé. Rồi, ok, chúng ta cùng lên lầu này. Thì anh chị đang xem video này có thể bấm like và bấm chia sẻ video cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình cùng xem nhé, để họ có cơ hội sở hữu một căn nhà một lầu rất đẹp gần ngay chợ Bình Trị Đông các anh chị. Giá chỉ có 2 tỷ 660, còn bớt lọc tân gia nha. Thì trên lầu 1 này chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ này. Đây là phòng ngủ đầu tiên nha. Đó, rộng rãi thoáng mát ha, tầng nhà cao ráo. Phía ngoài có ban công này. Đó, ban công ha, chính cường lực nè. Đấy, đối diện chúng ta thì gần như là bức tường thôi, nên không gian sinh hoạt cũng rất riêng tư nha. Hẻm trước nhà này. Đó, cửa này là cửa nhôm cao sinh pha ha. Đó, nhà mới đẹp các anh chị. Phía bên đây là phòng ngủ thứ hai này, và giữa hai phòng sẽ là khu vực vệ sinh nha. Đấy, đầy đủ trang thiết bị luôn nha. Rồi, đó, đây là căn phòng ngủ thứ hai các anh chị. Căn phòng ngủ thứ hai ha, cùng cao ráo này, có sẵn quạt treo tường ha. Thì căn nhà chúng ta đó là căn hai mặt hẻm nhá. Phía sau này có hẻm này. Đó, hẻm phía sau ha. Ra được này. Đó, ok chưa? Đấy. Thì xin lấy sổ hồng sơ để các anh chị xem lại nha. Thì vì một là vài lý do là bảo mật thông tin á, trên YouTube nó đang quét nên sơn không quay chi tiết được, mà chỉ quay cái này thôi để anh chị xem nhá. Rồi anh chị nào quan tâm mình ghé xem nhà đi, rồi sơn gửi file sổ hồng photo cho các anh chị xem nhá. Ở nhà chúng ta đây. Đó, ai cho ok các anh chị nhá. Như vậy chúng ta đã vừa tham quan xong căn nhà này, cũng như là xem sơ qua giấy tờ pháp lý của căn nhà ha. Thì anh chị nào quan tâm có nhu cầu
thì liên hệ với Sơn để đi xem nhà và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn nha. À, Sơn nhắc lại, giá bán cho căn nhà này chủ nhà đang kêu bán là 2 tỷ 660 triệu và còn là bớt nộp căn nhà. À, rồi anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Bye bye.